thiện hiện, nếu tỷ giới là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc là thật, có thường có hằng, không biến không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người, a tố lạc vân vân trong thế gian. Nhưng vì tỷ giới chẳng phải là chân như, mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường không hằng, có biến có dịch hoàn toàn không có thật tánh nên đại thừa này là tôn là diệu vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian thiện hiện nếu hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là chân như chẳng phải hư vọng chẳng phải điên đảo chẳng phải giả thiết là chắc là thật có thường có hằng không biến không dịch có thật tánh thì đại thừa này chẳng phải tôn chẳng phải diệu chẳng vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian nhưng vì hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là chân như mà là hư vọng là điên đảo là giả thiết chẳng phải chắc chẳng phải thật không thường không hằng có biến có dịch hoàn toàn không có thật tánh nên đại thừa này là tôn là diệu vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian thiện hiện. Nếu thiệt giới là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc là thật, có thường có hằng không biến không dịch có thật tánh thì đại thừa này chẳng phải tôn chẳng phải diệu chẳng vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian nhưng vì thiệt giới chẳng phải là chân như mà là hư vọng là điên đảo là giả thiết chẳng phải chắc chẳng phải thật không thường không hằng có biến có dịch hoàn toàn không có thật tánh nên đại thừa này là tôn là diệu vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian thiện hiện nếu vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ cho thiệt xúc làm duyên sanh ra là chân như chẳng phải hư vọng chẳng phải điên đảo chẳng phải giả thiết là chắc là thật có thường có hằng không biến không dịch có thật tánh thì đại thừa này chẳng phải tôn chẳng phải diệu chẳng vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian nhưng vì vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là chân như mà là hư vọng, là điên đảo là giả thiết chẳng phải chắc chẳng phải thật, không thường không hằng, có biến có dịch hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian, thiện hiện nếu thân giới là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả tiết, là chắc là thật, có thường có hằng, không biến không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian nhưng vì thân giới chẳng phải là chân như mà là hư vọng là điên đảo là giả thiết chẳng phải chắc chẳng phải thật không thường không hằng có biến có dịch hoàn toàn không có thật tánh nên đại thừa này là tôn là diệu vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian thiện hiện nếu xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là chân như chẳng phải hư vọng chẳng phải điên đảo chẳng phải giả thiết là chắc là thật có thường có hằng không biến không dịch có thật tánh thì đại thừa này chẳng phải tôn chẳng phải diệu chẳng vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian nhưng vì xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là chân như mà là hư vọng là điên đảo là giả thiết chẳng phải chắc chẳng phải thật không thường không hằng có biến có dịch hoàn toàn không có thật tánh nên đại thừa này là tôn là diệu vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian thiện hiện nếu ý giới là chân như chẳng phải hư vọng chẳng phải điên đảo chẳng phải giả thiết là chắc là thật có thường có hằng không biến không dịch có thật tánh thì đại thừa này chẳng phải tôn chẳng phải diệu chẳng vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian nhưng vì ý giới chẳng phải là chân như mà là hư vọng là điên đạo là giả thiết chẳng phải chắc chẳng phải thật không thường không hằng có biến có dịch hoàn toàn không có thật tánh nên đại thừa này là tôn là diệu vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian thiện hiện nếu pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là trơn như chẳng phải hư vọng chẳng phải điên đảo chẳng phải giả thiết là chắc là thật có thường có hằng không biến không dịch có thật tánh thì đại thừa này chẳng phải tôn chẳng phải diệu chẳng vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian nhưng vì pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là chân như mà là hư vọng là điên đảo là giả thiết chẳng phải chắc chẳng phải thật không thường không hằng có biến có dịch hoàn toàn không có thật tánh nên đại thừa này là tôn là diệu vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian thiện hiện nếu địa giới là chân như chẳng phải hư vọng chẳng phải điên đảo chẳng phải giả thiết là chắc là thật có thường có hằng không biến không dịch, có thật tánh thì đại thừa này chẳng phải tôn chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian, nhưng vì địa giới chẳng phải là chân như mà là hư vọng là điên đảo, là giả thiết chẳng phải chắc chẳng phải thật, không thường không hằng, có biến có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn là diệu, vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian thiện hiện. Nếu thủy hòa phong không thức dưới là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian. Nhưng vì thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải là chân như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh. Nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian hiện hiện nếu vô minh là chân như chẳng phải hư vọng chẳng phải điên đảo chẳng phải giả thiết là chắc là thật có thường có hằng không biến không dịch có thật tánh thì đại thừa này chẳng phải tôn chẳng phải diệu chẳng vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian nhưng vì vô minh chẳng phải là chân như mà là hư vọng là điên đạo là giả thiết chẳng phải chắc chẳng phải thật không thường không hằng có biến có dịch hoàn toàn không có thật tánh nên đại thừa này là tôn là diệu vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian thiện hiện nếu hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù, hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là chân như chẳng phải hư vọng chẳng phải điên đảo chẳng phải giả thiết, là chắc là thật có thường có hằng không biến không dịch có thật tánh thì đại thừa này chẳng phải tôn chẳng phải diệu chẳng vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian nhưng vì hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than cổ yêu não, chẳng phải là chân như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường không hằng, có biến có dịch, hoàn toàn không có thật tánh. Nên đại thừa này là tôn là diệu vượt hơn tất cả trời người a tố lạc vân vân trong thế gian. Hết quyển thứ 56.